con ruồi mày hả? Ok, và như vậy là Kỳ Lăng đã đưa xe mệt mới về showroom của Kỳ Lăng Luxury. Và đã tuyển ra nhờ các anh em thợ chuyên dán phim cách nhiệt lên hỗ trợ tận nơi. Thì lúc trước á, thì như mọi người đã biết thì đi xe mình bật quá lạnh, thì mình trong mình ngồi rất là mát nhưng mà ngoài trời rất là nóng. Thì cái tia UV và ánh nắng nó chiếu vào trong làm hư da và bị nám da là chuyện bình thường, hầu như rất nhiều người bị rồi. Và đặc biệt những người hay bị da mỏng là rất là dễ bị. Con ruồi này hả? Và cụ thể là bà xã em là bị rất nặng cái tay, đốm hết cái tay luôn. Thì vô tình người bạn của em đã thấy điều đó và hỏi lý do tại sao. Thì kể là đi từ Sài Gòn ra Quảng Ngãi, đi một đoạn đường xa mà trời nắng, cái tay nó bị nám hết. Và thế là bạn ấy giới thiệu cho em các anh thợ đây. Và các anh thợ đến tư vấn em cái loại phim cách nhiệt, loại cao cấp nhất. Hai tác dụng mà em rất là thích. Thứ nhất là nó ngăn ngừa hầu như tuyệt đối tia UV 100% luôn, và chống nắng rất là tốt. Không những là về tốt cho chống được nắng, chống được tia UV, một điểm đặc biệt rất thích nữa đó chính là đây. Bình thường xe về chưa dán phim cách nhiệt thì mọi người thấy không? Nhìn thẳng vô bên trong thấy, ở ngoài nhìn trong thấy rất rõ. Đây, rất là rõ bên trong, hầu như thấy hết trơn à. Nhưng mà sau khi dán cái cách nhiệt này thì mọi người nhìn nè, như ở đây chưa dán nè, thấy rất rõ. Còn bên đây dán rồi nè, nó tạo lên một cái màu đen muôn hơn, nó làm cho xe nó trở nên cứng cáp và sang trọng hơn. Tức là khi không dán thì nó sẽ trong và mình nhìn thấy bên trong. Mình dán rồi thì không thấy nữa, nó mờ đi. Và nó tạo một màu đen rất là cứng cáp. Ủa anh, cái tên phim cách nhiệt là gì em quên anh? Petlab. Nó có bao nhiêu dòng hết anh? Dạ. Nó có bao nhiêu dòng hết? Nó có 3 dòng, thì đây là dòng cao cấp nhất. Có hiệu Petlab à? Hay là Roma? Roma là dòng Petlab. Của Roma à? Dạ. Petlab. Ok. Đó. Đây dán đằng sau luôn nè. Trở nên đen mà cứng cáp hơn hẳn đúng không? Này chưa dán nè. Này chưa dán nè. Này chưa dán, mọi người nhìn nè. Quan sát cái này nhìn thấy bên kia, thấy xuyên qua bên kia luôn thấy không? Thấy xuyên qua bên chỗ bên kia luôn nè. Còn nhìn qua bên kia xéo xéo góc kia không? Thấy không? Đây, ấm lên. Đó, dán nè. Ủa dán bên ngoài à? Mình cắt một cái form bên ngoài, một cái form cho nó vừa thông kính, mình mới vô trong mình nhé. Rồi, như vậy là đang trong quá trình dán phim Petlab của Roma, một loại phim cách nhiệt cao cấp nhất mà chống tuyệt đối 100% tia UV đúng không anh? Dạ đúng rồi. 100% tia UV và cái gì? Và chống được bao nhiêu, 90% của cái gì? Tia hồng ngoại. Tia hồng ngoại là 93% đúng không? Dạ. Chống được tia UV 100%, chống được tia hồng ngoại 93%. Mọi người, hôm nay Kỳ Lăng sẽ bắt đầu đề máy chiếc xe Mercedes của Kỳ Lăng nha. Review cho quý khách xem. Đôi khi quý khách đã xem rất nhiều clip review của những anh chàng bán xe rồi, thì người ta đã quá nhiều kinh nghiệm và người ta review đôi khi người ta dùng những thuật ngữ nó quá chuyên sâu, có thể là khó hiểu đối với một số anh em. Nhưng mà hôm nay mình trải nghiệm một người hoàn toàn chưa dùng chiếc xe mệt này. Tất nhiên mệt thì mình dùng nhiều xe rồi, nhưng mà mỗi xe nó có những cái bố trí khác nhau, và chiếc này là mới về, cho nên là mình sẽ trải nghiệm lần đầu đối với chiếc này. Ok, em lấy đồ xuống. Rồi, cảm ơn em. Rồi, giờ thì
đề rồi phải không ta? Nóng quá, đặt máy lạnh lên xíu. Auto reach nó mát. Wow, gió nội lực quá ha, rất là mạnh luôn nha. Nghe tiếng gió phù phù á, thì tại vì em đang bật chế độ auto quá nên gió rất là mạnh. Tức là chế độ auto của chiếc mệt dàn lạnh này nó có một cái tính năng rất là hay, nó bảo hòa, nó cân đối được cái độ mát, nó tự làm cho mát đều vừa, nó không làm lạnh quá, không nóng quá. Khi bật auto thì tự động nó sẽ cân đối cho mình, rất là hay. À, bật đèn lên nè, đó. À, đèn mới sáng từ từ luôn kìa, hay à. Đó, ok. À, bây giờ mình thử những cái tính năng mà rất là hay. Đây, mình muốn giới thiệu với tất cả quý bác đang xem. Lên xe. Đây, đây là bàn chuột. Hiện tại thì bàn chuột nè. Khi mình đang chạy xe, mình rút qua rút lại. Bây giờ ví dụ như và kỹ năng sẽ chỉnh cái hình, cái màu đèn của cái xe nha. Vào cài đặt. Từ enter đâu ta? Đóng cửa bên này cho kỹ. Rồi, màu đèn enter đâu à? À, nhắn vô lần đầu tiên nhắn vô nha. Xong bên đây nó có chữ này, hệ thống này hỗ trợ nè, đèn. Mình chơi nhắn cảm ứng cũng được, còn mình chọn đèn cũng được. À, quá. Đây. À, có chế độ nhiều màu nè. À, cái màu đỏ đi. Đó, bây giờ mọi người thấy chưa? Nó sẽ chuyển thành màu đỏ này, bây giờ thích màu khác. Màu này màu gì? Lửa hả? Quên. Ok. Mình chọn màu khác. Màu lưu. Ok, màu xanh. Rồi hôm lại bây giờ mình vô bằng thử tính năng lại nghe nhạc của nó nãy vừa không cứ quay vô đi. Mình lấy mà mình kết nối Bluetooth. Đây bây giờ mình thử kết nối Bluetooth. Rồi bây giờ mình sẽ mở bài Kỳ Lân Lát Xuôi nha. Nghe được âm thanh của chiếc mạch. Bass hơn nhiều. Bass nhiều đúng không? Bass nhiều. Này nghe nhạc sôi động á, hợp lý hơn. Này mày nghe nhạc mà nhảy. Màn hình bên này cũng rất đẹp. Em đèn. Vay nhìn vào mắt anh đủ làm em say. Em chút khó xin ca để cuộc tình của mình thay bay. Chân dài cùng với chăm banh quậy hết nước bên bàn DJ. Gọi anh là ông chủ vì trên tay anh là bát tu. Gọi anh là ông chủ bởi vì tiền không bao giờ đủ. Gọi anh là ông chủ đi ăn tặng em túi dài ca sấu nè. Mấy thằng thích em ngoài kia gặp phải anh làm sao mà đấu nè. Nói chung là tính năng rất là hay, nó vừa dùng bàn phím con chuột này, vừa dùng con chuột này, mình vừa dùng cảm ứng trên cái vô lăng này và vừa dùng cảm ứng của màn hình. Quan trọng là cái màn hình đôi, màn hình đôi này. Hai cái màn hình, một màn hình rất dài, hai cái ghép lại thành một màn hình rất là dài, rất là sang. Toàn bộ sự sang trọng nhất được đập vào bằng cái khung này, từ tấp lô, chất liệu carbon, màn hình cực kỳ hiện đại và sang trọng. Cửa gió cực kỳ sang giống như chiếc G63. Tất cả mọi cái tính năng dùng hết vào phần trước tuyệt vời. Nếu như quý khách muốn một chiếc xe 5+2 hoặc là gọi là 5-7 chỗ đi thì chiếc mệt này đúng là một
sự lựa chọn tuyệt vời. Tính năng thì giới thiệu như thế chắc là cũng đủ phê rồi. Thì thôi chắc để mình xem nhiều clip trải nghiệm trong những cung đường đi tới, những cuộc review, những buổi giao lưu ở những nơi đẳng cấp. Thì mong quý khách và quý bác hãy đăng ký subscribe kênh YouTube để xem nhiều clip review nữa. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý khách quý bác thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và đặc biệt thật vui khi xem clip này. Xin chào.